Xin chào các bạn. Chúng ta đang theo dõi cái video hướng dẫn cách dạy grammar của cuốn tham số 2 và số 10. Thì cái bài này thì nó chỉ là một bài dạy về một câu thôi, khá đơn giản. Chúng ta theo dõi nhé. Số cái preposition chỉ về vị trí đi sẵn trên con đường là on, sau của bài này là on, trước của bài này là in front, nằm giữa hai cái lọc, hai người là tree, bên cạnh thì đó next gần bên thì near, and số từ nhé, tập nhớ xem on, behind, in front, of, between, next to, near. Trên một cái con đường một bằng phẳng gì đó, chúng ta nhìn sẽ on, right, phía sau, behind, in front, where, again, again, sẽ ở giữa này, sẽ là between, again, and sẽ next to, near. Between a bank and a market. Okay. Kế bên một cái ngân hàng. Cạnh một cái ngân hàng. Okay. I said next to a bank. Near a bank. Vào cái market, vào cái movie theater,
cảm xúc. Hai. Bây giờ ta sẽ có một số những cụm từ để mà ví dụ làm gì tôi shut down là đi thẳng về về hướng đó, down xuống đó. Tôi pass là đi băng qua, turn left là quẹo trái, turn right là quẹo phải, back the right là cũng là quẹo phải, tương tự như là back the left là quẹo trái. Nha. Nó sẽ nhẹ. Tôi shut down. Tôi shut down back street. Red Street, Yellow Street, Apple Street, Go Past the Hospital, The Bank, Bookstore, Back at Bookstore, Go Slow Market, Turn Left on First Avenue. Thì cái đường First Avenue là đi về. Bật chạy, mình sẽ Main Street, Apple Street, Yellow Street, Back the Right Turn on Make the right on First Avenue. Make the right on First Avenue. Falcon Street. Lillard Street. Make the Dark Street. Rồi, chúng ta cho học việc nghe. Where's the museum? It's behind the supermarket. It's in front of the supermarket. It's across from the movie theater. It's. Rồi nghe xong thì cho diễn giải một số cái nào mà nó chưa phát xuất hiện, chưa nói rõ, như là under across from, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? On the corner of, nghĩa là gì? Số cái mà nó chưa giới thiệu vậy. Rồi, tôi gặp lại tất cả những cụm từ trên bài. Rồi lên, hey man. Teacher and class sẽ đó cho là cái phần đã xong. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần dạy phương pháp của tham số 2 và số 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.